chơi cực kỳ đơn giản. Mình có thể cho con và các cháu của mình cùng chơi với nhau, rất là vui, rất là thích thú. Đấy, một em bé nhỏ đang chơi trò chơi do mẹ cha nó làm đấy. Các bạn ơi, hãy cùng nhau xem cách mình tạo ra một trò chơi cực kỳ đơn giản mà con có thể vận động, vừa chơi vừa vận động vừa vui cùng với các bạn, các anh chị ở nhà nha. Thế nào nha, trò chơi cực kỳ đơn giản. Nhà ai cũng có một cái nền gạch xi măng như thế này. Thì mình sẽ sử dụng những viên đá, viên gạch cũng được. Mình sẽ sử dụng viên gạch để mình tạo ra những cái màu nó dễ hơn ha. Mình có thể vẽ ra những cái ô như vậy nè, để cho bé chơi trò chơi. Ở đây mình gọi là trò chơi cò chẹp. Đấy, một em bé nhỏ đang chơi đó chính là con gái mình nè. Đây. Rồi bây giờ các bạn hãy xem ánh dương chơi trò chơi cò chẹp này như thế nào nha. Đấy các bạn thấy không, một trò chơi cực kỳ đơn giản nhưng mà có thể cho các con chơi cùng nhau. Trò chơi này có thể chơi rất nhiều bạn, có thể nhiều bạn cũng được, và hai bạn cũng được, và một bạn cũng được. Trong trò chơi này mình có thể kết hợp cho con học. Các bạn có thể ghi số vào những cái ô này. Các bạn có thể sử dụng một ô, hai ô và một ô và hai ô. Các bạn có thể vẽ thêm những con số vào đây để cho các con học và nhận biết thêm chữ số. À, bạn nào biết số rồi thì mình có thể tích hợp vô đây và những chữ cái hoặc là chữ ghép cho các con vừa học vừa chơi, rất cực kỳ thích thú.